Mình chào khán giả không nha. Hôm nay mình có mặt tại bờ kè của Bình Thuận Nhất. Mình quay xà lan cho khán giả anh chị và các bạn mình xem nha. Đây có chiếc có đầu ủi đá rất là to luôn khán giả. Rất bự và to luôn. Ở thành phố chạy ngang dòng sông của bờ kè Bình Thuận Nhất. Mình quay cho khán giả mình xem. Quá trời to. Thấy cả to. Đây có chiếc xà lan đá cũng thật to luôn khán giả. Chạy ngang dòng sông của Quân Long với Bình Phục Nhất. Chạy về cầu Rạch Miễu Bến Tre. Về các tỉnh thành miền Tây. Đây là bờ lộ của Bình Phục Nhất. Ở đây chưa làm, còn bờ lộ còn xấu quá. Đây là cái chợ của Bình Phục Nhất. Đây là chợ Bình Phục Nhất ngay đây mà. Đó giờ mình mới tới đây. Qua cho khán giả mình xem. Giờ buổi chiều cho nên ít có người. Để mình đi đây là buổi chiều. Đây là bến đò của Bình Phục Nhất, ở bên kia là Quân Long khán giả. Bên kia là Quân Long á, này là nhất. Có một chiếc đò chạy đưa khách qua lại. Đây có chiếc xà lan hầm chạy ngang dòng sông bờ kè Bình Phục Nhất, khán giả chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành. Kè của Bình Phục Nhất nha khán giả. Có chiếc tàu dầu chạy mà ở ngang bờ dòng sông bờ kè của Bình Phục Nhất nha khán giả. Mình đứng tại đây mình quay cho khán giả mình xem nè. Thank you.
đây có chiếc xà lan container rất là lớn một khán giả chạy dọc sông Tiền Giang để về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khán giả. Có chiếc xà lan hầm đúng không vậy? Giá ở đây xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you.